Nếu mà theo quy định thì anh nói em là theo quy định theo luật đất đai bây giờ bắt vào chuyển đổi mục đích. Vâng. Của đoạn này vào đây nó là một chữ hành lang. Vâng. Tính từ hành lang vào đây là được mét. Rồi vào hết chỗ này mới là chuẩn của nó. Hai xe hai chiều đúng không? Có sao tối rồi đó, tôi chưa. Đấy, đó là như thế, nên là ừ, thế thì sát cái đống phân hố phân trâu quá mà nhỉ? Có ảnh hưởng gì không? Quý vị khán giả cùng toàn thể quý ba anh chị, chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cổ Núi. Hôm nay Tuyên sẽ cùng với các anh địa chính xã để đi xác minh miếng đất mà Tuyên tới này sẽ tiến hành làm nhà cho hai ông cháu. Em chào anh nhé. À, tình hình là như này anh ạ, như hôm nọ em đã thông qua với gia đình với lại là cũng bàn bạc với gia đình một chút là sẽ tiến hành làm nhà ở khu vực này, thì anh xem ra là có tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình để làm được cái chỗ này không. Nếu mà theo quy định thì anh nói em là theo quy định theo luật đất đai bây giờ bắt vào chuyển đổi mục đích. Vâng, chuyển mục đích. Nhưng mà thôi bây giờ em nói thế này, thực ra thì để chuyển đổi mục đích thì mình cũng gọi là nông thôn thôi, đúng không anh? Là nông thôn rồi. Vâng, thì vâng. Đây đang gọi là đất nông nghiệp em ạ. Vâng. Hai nữa là em phải thẳng đường ở đây và tầng này là cho quy định. Thì bây giờ là quy định của tỉnh phố, quan chỉ đạo của đảng mà đây vị thế của mặt trận các bạn. Vâng. Hai nữa là vị trí và xã thì em thấy nó quần đá thế này. Vâng. Bây giờ khoảng tổng của em giúp đỡ gia đình thì ngay xã cũng muốn kinh chính quyền cho con rất tạo kiện. Vâng. Xem là gia đình thế nào. Nó mở rộng đường từ đây thêm thì từ đây sẽ được vào. Vâng, thế anh em mình lên xem miếng đất xem như thế nào đã. Tại vì là cái quỹ đất của gia đình thì cũng không có nhiều anh ạ. Nhưng mà bây giờ cái tiền mà em kêu gọi thì cũng hạn chế thôi. Để mà bây giờ đi bỏ tiền ra đi đất thì thực sự là không có đủ tiền. Đấy, như hôm nọ bọn em đo thì bọn em sẽ tính đo từ cái chiều này lên cái đoạn này cơ. Nó cách đường cũng khoảng khá là xa. Tối thiểu cái chỗ này thì bây giờ từ đây này. Từ đây là người ta tính hành lang an toàn giao thông 1.5 mét. Của đoạn này vào đây nó là 1.5 mét hành lang. Vâng. Tính từ hành lang vào đây là 7 mét. 7 mét nữa anh. Vâng, 7 mét. Thì sau này khoảng lùi tương lai người ta mở rộng tuyến đường đấy thì nó sẽ mở rộng nhiều hơn. Vì bây giờ anh chứng kiến nhiều chỗ, nhiều xã là bây giờ anh đi rồi do dân người ta cũng làm chiếm ra hành lang. Vâng. Sau này mới mở rộng đường ra để xe ô tô đi nó thoải mái hơn. Vâng. Chính vì thế nên là nó cũng không ăn chỉ đạo như thế. Còn đây thì bây giờ em phải cầm đoạn này trước rồi. Cái này là mấy mét đây? Nó chỉ như chúa đá lộn. Cái chỉ là chỉ như đá. Cái chỉ là... Ở bên dưới đúng không? Ừ, nó ở bên này. Cái thước này hơi khó nhìn một tí, tại vì là nó tính từng mét một. 3 mét. Số thiểu tới đây nó phải... Khoảng này lên anh? Khoảng này lên. May ra ở đây là còn gọi là cái địa thế nó phức tạp. Vâng. Thì nó là 3 mét tính kia, thì nếu mà không đúng ra của nó phải lùi lên em này. 7 mét đúng không? Lùi vào hết chỗ này mới là chuẩn của nó. 5 mét là đi tận đây rồi. 5 mét là hết thước này luôn. 5 mét là khoảng lùi. 7 mét thì không đủ làm nhà rồi. 7 mét thì hết đất này luôn rồi. Thứ nhất là người dân ở đây xây nhà kiến trúc, người ta luôn có cái phiên rộng. Vâng. Vâng, nếu mà đất, quỹ đất làm nhà, thực ra đất ở trên vùng cao thì em cũng chia sẻ nhiều rồi. Vâng. Thế là người vùng cao thì phải nói là họ rất là mạnh mẽ anh ạ. Vâng. Khi mà sống được ở trên này thì nó rất là vất vả, em nói anh thế. Vì là cái đất thì rất nhiều. Đấy, đất thì rất là nhiều, nhưng mà để mà chọn ra một cái chỗ mặt bằng để mà làm một cái nền nhà thì thực sự rất là khó. Thế em thấy nếu mà như chặt luôn cái chỗ này, nếu mà sau này nó làm ở nhà nó cũng phải phá vỡ thôi mà. Vâng. Kể cả cái nền này phá nó không phải đơn giản. Vâng. Bây giờ nếu mà thuê khoán thì rất là khó. Một phần là gia đình tự nhờ khắc phục. Hai nữa là gia đình phải xem nó không vận động được không. Vâng. Nếu mà theo nguyên tắc ấy là di rời cái nhà trên phải nhà này
xây mới thì lúc nào ta phải đi rỡ hết. Vâng. Tháo rỡ hết. Thực ra thì nguyên tắc thì vẫn là nguyên tắc bọn em vẫn chấp hành, và cũng trong đó thì cũng mong là các anh chính quyền thì cũng giơ cao đánh khẽ và tạo điều kiện cho bà con để bà con có ở nó an toàn. Bởi vì đấy, như hoàn cảnh của hai ông cháu thì chắc là anh ở đây là cán bộ xã thì các anh cũng nắm bắt được. Thì có hoàn cảnh của hai ông cháu thì thực sự mà nói anh ạ, bây giờ nếu mà để cái nhà này mà tầm tới này mà mùa mưa rất là nguy hiểm, em sợ nó sập lắm. Nhà này thì bây giờ hầu như còn chảy ở đây, anh ở đây vào đây được 8 tháng này thì anh cũng rất là lo về những nhà rồi. Vâng, rất là nguy hiểm, nên là cũng qua những cái thức phim của em chia sẻ thì các bác cũng giúp đỡ. Thì cũng em cũng muốn là làm cho ông một cái nhà. Tầm này thì cũng phải lùi đến đây. Tầm đấy, cái đấy. Cái bác kia thì nó mới đi thẳng đi. Thẳng từ cái cây sân bản ngang này. Ngang này xong rồi để lại cái hành lang. Cái hành lang xong rồi người ta cũng mở rộng diện tích. Thì thường là ta sẽ mở rộng bên tà ly dương đúng không? Không bao giờ tà ly âm. Nên là người ta hay vì liên quan đến trọng tải tương lai ấy. Thì người ta luôn sẽ dùng tà ly dương nên là em xem đấy. Anh cho em hỏi với anh tên là gì nhỉ? Anh tên là Vàng Dính Pó. Vàng Dính Pó, cán bộ địa chính xã, cảm ơn anh nhé. Thì cái nhà này nếu mà tính như thế thì diện tích gần như không đủ làm rồi. Cái này thì phải phá mỡ từ đây không đấy phải. Nếu mà phá như thế này anh ạ, những cái tảng đá này nó thật sự không thể phá được. Rất là khó khăn. Không thể phá được đấy, những cái tảng này thì rất là khó nếu mà trường hợp. Cái này nó phải dùng cái máy móc. Máy. Bây giờ thì có là máy khoan, hoặc là máy khoan thì may ra còn được. Vâng. Máy khoan thì đấy, em cũng chỉ có mấy khoan máy bé đấy, khoan chỉ là khoan những hòn đá nhỏ như thế mình nêm xong mình đóng mà thôi. Còn để nổ mìn thì cũng như anh biết đấy, Việt Nam mình thì cái vấn đề sử dụng thuốc nổ thì rất là nghiêm ngặt, cho nên anh em mình không tự ý không lấy thuốc nổ về để làm được. Đấy, nó thứ nhất là nó gây nguy hiểm cho người khác, thứ hai nữa là nó còn hàng xóm đây này, nhà cửa đây này. Vâng, thế cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh đã lên để giúp đỡ anh em. Tí lâu ra chứ mà ta chả khiết ló nên tao chứ đó. Còn lúc là ok, tòa phát này cũng ha rồi. Trong lai mở đường người ta đường nó còn rộng nữa các bạn. Vì đường ở đây nó còn rộng. Mà em phải nhớ tối là bây giờ cái chỗ nhà này nó hẹp thế này nhá. Sau này thì phải thôn ở đây, nhà em ở đây thì cho sẽ đường người ta sau mở này. Bây giờ là 5m, trong lai thì 7m. Trong lai nữa là người ta mở rộng nữa thì lúc đấy rất là khó khi đến nhà em là kiên cố. Em không thể di rời được. Như là chỗ quản lý nhập được chỗ hành lang có đâu không này. Vì hành lang là tương lai không phải cho ai cả, vẫn cũng anh quản lý cứ giao cho em, cũng là cho người dân các em được sử dụng. Và đi lại sau là tương lai xe cộ nó sẽ không phải xe máy nữa, ô tô đi lại nó đi được hai xe hai chiều đúng không? Sao to rồi đó, tôi chú ơi. Đấy, nó là như thế nên là hồi em phải nghĩ cho tương lai không có lại. Chứ ngay trước mắt này thì không có thể nói gì được. Đấy. Anh ấy chứng kiến rất nhiều, thế phải dồn chân, cái móng phải sai tận đâu vậy? Móng phải xếp dưới thôi. Thật từng mét này đi. Ra nó còn đá này. Ra mét đá. Vào đấy. Thì em cứ cắm cái cọc vào. Mình vào để bọn em định hình được cái chỗ đất mà sẽ được phép xây dựng. Hòn đá này này. Hòn đá này định hình. Đấy, em cứ đặt hòn đá theo cái... Vâng vâng. Vâng. À, như này anh ạ, khả năng nếu mà sau khi mà đã định hình được xong cái chân đấy. Đấy, cũng nhúng hết hòn đá đấy. Là bây giờ nếu mà như thế là còn gọi là vùng sâu vùng xa tận cái giúp đỡ. Vâng. Bởi vì nó không có cái thế đất này nó không được đẹp. Thực ra vâng. Thoải mái. Với lại là nếu mà cái này là đất thì nó dễ anh ạ. Đây là toàn đá, nó thực sự để mà đá, chọc đá những cái hòn đá này ra rất là khó. Khó phá. Vâng. Vâng, được rồi. Vâng, cảm ơn anh nhé. Thế thì bây giờ anh em mình sẽ phải định hình lại cái miếng đất này. Anh địa chính xã, anh đã lên tư vấn, cố vấn cho hai anh em để làm sao mà làm đúng cái yêu cầu của các anh ấy đặt ra, và mình làm sao để sau này không vi phạm hành lang an toàn giao thông, an toàn cho mình sau này thôi. Vì anh địa chính bảo thế thì phải đây là cũng là giữ an toàn để đấy. Bây giờ anh em mình đo từ cái đoạn này lên trên kia xem là có đủ chiều dài để làm hay không. Vấn đề là như thế thôi.
Còn ở ngoài này thì không xâm chiếm ra được nữa rồi. Đây, cái hòn đá mà anh ấy đặt ở kia, em đo đặt vào đấy. Thẳng nhá, thẳng nhá. 3m8, 4m đây. Lên đi, lên đi. Tại vì là cái sân ở dưới có thể là mình vẫn tận dụng để làm hiên được mà. Còn là cái nhà chính là mình sẽ tính từ kia về đây mà. 4m. Không, bây giờ em đo hết cái đến ta ly này xem là bao nhiêu mét đã. Này, cầm cái thước đi. Từ cục đá ra đến ta ly là bao nhiêu mét? Giữa này. Ừ. Bao nhiêu? 1m25 à? Đây đây. Chỗ này. Ừ, là thành 5m. 5m rồi. Đây, đến đây là 1m2 nữa. Mình sẽ phải làm đến tận đây. 1m2, 1m2 với 1m25 thì là 2m rưỡi đi. 2m rưỡi thì cộng với 4m thì là 6m rưỡi. Được nhé. Vẫn đủ đúng không? Em đi bẻ cho anh mấy cái cây đi. Mấy cây để anh em mình đóng cọc. Cái cây hôm qua anh em mình đo vứt đây đâu rồi? Tà ra. Đây đấy. Dùng cái này cắm vào cũng được. Đúng rồi, đây luôn. Búa đây cắm vào. Bây giờ em cắm định hình ở chỗ này một góc đi. Đây. Ừ. 4 mét đây nhá. 4 mét. 4 mét đây nhá. Thấy chưa anh vạch chưa? Tám mét đây nhá. 8 mét. Ừ. 11 mét đây rồi. Xa nữa. Ờ, đây thôi. Đến đây thôi. Bởi vì lấy mình tính cái đầu kia lên thì nó mới rộng đúng không? 11 mét. Đi lấy cái cọc về đóng vào đây. Được rồi, em cứ đưa anh tí anh khắc chỉnh cho. Xuống 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 4 mét đây, đánh dấu đi. Thêm 1 mét nữa thôi. Thêm 1 mét nữa thôi là đủ nhà rồi. Ở em cứ kéo lên đi. Ở cái kia, cây kia là ngoài sân nhỉ? Nhà ấy. Nhà. Trong nhà đấy. Được mét, được 2 mét không? Em kéo lên được 2 mét không? Quá rồi, 2 mét rưỡi rồi. 2 mét thôi. Đấy, 2 mét đây. Đấy. Này, cắm cây vào đấy. Đấy. Giờ cắm định hình như thế này trước rồi thì mình sẽ dễ hơn. Đi, đi kéo sang bên kia luôn. Này. 4 mét nhé. Rồi rồi. 4 mét 7 rồi. Thu lại đi. Rồi 4 mét đi. Đây. Rồi ok đi. Đã. Giờ rõ mình hỏi chưa?
lên đi, đi đi. Rồi 4 mét. 8 mét rồi đúng không? 8 mét. Đi, 2 mét nữa. Đấy, 2 mét này. Đến đâu đấy? Được không? Đây. Ồ, thế thì sát cái đống phân hố phân trâu quá mày nhỉ. Có ảnh hưởng gì không? Không sao. Năm nay cũng chở hết phân này đi rồi. Phân này chở hết đi làm à? Vâng. Thì sau này nếu mà có ở thì sẽ xây ngăn phân không cho nó chảy xuống dưới nhà. Vâng. Đây. Lên đi, Mỹ ơi. Em lên đầu trên đi. Lên đến chỗ đấy hết cái cây xem là bao nhiêu mét. 2m7. Gần 8 mét rồi. Đầu bên này sẽ rộng hơn đầu bên kia. Nha. Cái móng thì anh em mình sẽ phải làm rộng hơn, bởi vì là sau khi làm cái móng xong thì mình còn để hiên nữa. Để hiên ngoài nữa. Thì ở bên kia là chiều dài ở bên kia sẽ là 6m7. Bên này là 7m7. Như thế này có làm được không? Mì. Còn cái ngoài này ấy, thì vẫn cứ để như vậy. Sau khi mà anh em mình phá đá ở trên kia thì vẫn xếp cái này lên. Vẫn có thể cho cao bằng cái nền sân của cái này. Có thể là ở dưới này mình sẽ làm sân thôi. Sau này nước có phá đến thì có thể họ chỉ dùng phá những cái sân của mình thôi. Thì sẽ không đến cái nền nhà và không đến cái hiên nhà ở ngoài trước. Nghĩ là nếu xây thì... Khi định hình xong nhá, thì tới này em tiến hành làm cái móng cho anh. Còn thiếu cái gì, cần cái gì thì cứ bảo anh. Khi nào em làm xong cái đá này ấy, thì là cần xây cái chỗ móng ở dưới này lên. Cần xây lên để mình lấp đất vào, để làm cái mặt bằng. Thì gọi cho anh, để anh cứ gọi xe chở vật liệu lên. Có bột này, có xi này. Mẹ xi, em phải tìm chỗ để cho anh nhá. Chỗ thì để xi thì em... Khi nào xi lên thì em bóc. Xi với bột là anh lên cùng một chuyến đấy, anh sẽ thuê xe to hơn để tiết kiệm kinh phí này. Với lại mình cũng không phung phí cái số tiền mà anh em mình sử dụng. Làm sao nó hợp lý đúng không? Vâng. Không thể nào mà mình thuê một chuyến xi, một tấn xi cộng với lại 2-3 khối bột để chia thành hai chuyến thì như thế thì đắt tiền cước mình ra. Lại phung phí tiền, không phải là tuyên tiếc đâu các bạn. Nhưng mà làm sao thì làm cũng phải hợp lý và cũng phải hợp tình nữa. Phải chuẩn bị nhiều thứ nữa. Còn trước mắt thì em cứ phải tiến hành phá cho anh cái số đá này, cái khối lượng đá này. Anh em mình đã xin phép ở xã rồi thì bây giờ anh em mình cứ tiến hành làm thôi. Bây giờ không mắc một cái gì cả. Anh cũng đã trình bày với anh quản lý phụ trách thôn này ấy. Anh cũng đã hứa là trong thời gian tới anh sẽ vận động đoàn viên thanh niên ở xã để hỗ trợ em trong cái vấn đề làm cái nền này. Anh rồi, các anh công an cũng đã hứa sẽ hỗ trợ. Thì tiến hành thôi, thì tối thì về anh sẽ liên hệ cán bộ phụ trách thôn để làm sao mà khi mà mình tiến hành thì các anh đã hứa thì các anh phải làm, đúng không? Mình phải yêu cầu các anh làm thì các anh mới tiến hành được. Còn bây giờ mình chưa dục dịch gì thì các anh cũng chưa biết đâu mà làm cả. Khi mà mình thông báo tới các anh ở xã thì các anh ở xã phải thu xếp thời gian, thu xếp con người để mà lên hỗ trợ mình. Còn cái gì nữa không? Còn... Được chưa? Như thế ổn chưa? Ổn rồi, nhưng mà em cứ nghĩ là bây giờ anh phải... Được, em nói đi. Thôi, em bảo là bây giờ anh hội em làm vài thứ để tối đấy, để buổi chiều. Xong là cùng em dùng bữa cơ đã. À, ăn cơm á? Thôi. Thì tính ở đây là một ngày cũng thôi. Tính luôn đây nhá. Ôi rồi, tốt quá. Thực ra thì bản thân anh em đi bản đi xóm thì cũng rất là mừng khi mà được các em mời cơm. Anh cũng cảm ơn gia đình, cảm ơn em và tất cả mọi người cố gắng giúp đỡ hai ông cháu. Cơm nước thì có thể là anh hôm nay không ăn thì bây giờ em sau anh ăn. Bây giờ không phải là của ông cơ, không phải là của ông. Đây là duyên của em. Duyên của em. Nhá. Rồi, có lẽ là anh em mình sẽ kết thúc với cái này ở đây. Anh em mình tiến hành kịp trước mùa mưa.
cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Mọi sự đóng góp thì quý cô bác anh chị có thể comment ở bên dưới để đóng góp góp ý cho hai anh em làm sao cho nó hợp lý, phù hợp nhất và hợp tình nhất. Cảm ơn quý cô bác anh chị rất nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.